Mến chào cô chú anh chị đã đến với kênh Bona Quay Tôi. Hello, chú tự xin kính chào đại gia đình mình trên mọi miền đất nước cùng là chào trân trọng nhất à. Vâng, chú tự xin kính chúc đại gia đình mình một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và bát với gia đình nha. Thì hôm nay chú Thượng đang đứng ở trên khu đô thị mới thành phố Ngã Bảy các bạn, khu nhà ở Hồng Phát. Là hiện tại bây giờ là Tết sắp đến các bạn ơi, Tết cận kề Tết rồi. Thì hôm nay Hiếu Thuận với Nguyễn Phúc chia sẻ với các bạn là cái không khí Tết năm 2024 như thế nào ha. Đó thì Hiếu Thuận đang đứng trên ngay cái mặt đất để người ta bán hoa luôn các bạn. Đó, hoa kiển Tết thì Hiếu Thuận sẽ chia sẻ với đại đình ha. Đây là một cái bưởi, Hiếu Thuận dưới đây được tiểu luôn. Đây là cái bưởi rất là sai trái các bạn. Đây là người ta cũng đem qua người ta bán Tết các bạn ơi. À, người ta cũng bán cho mình ở chân Tết mà không biết cái kỹ thuật người ta làm như thế nào, quá chỉ là trái không hết biết thiệt, bưởi rất là đẹp các bạn. À, bây giờ Hiếu Thuận mời đại là tiến tới là đi tham quan cái hoa các bạn ha. Rồi đây là hoa bạn thọ các bạn, hoa bạn thọ. Có ớt kiển này là ớt nè, ớt bigu. Các bạn ở Peru các bạn thấy Hiếu Thuận thì cái tên nước á là cái tên gì á, gọi mới tới là Peru. Ớt gì á gọi mới tới là Peru. Ở trên mạng có các bạn, trên mạng sợ này là ớt này đắt tiền lắm các bạn. Ngày xưa đắt tiền nhưng bây giờ thì đang tràn rồi. Ngày xưa Hiếu Thuận cũng có trồng nữa, mắc tiền lắm. Ngày xưa ký đâu mắc tiền lắm. Gần nửa tỷ á, ký gần nửa tỷ á. Đó. Ớt hoa các bạn. Hoa này hoa gì không biết. Kính thưa các loại hoa nhưng mà mình không biết tên các bạn, mình không biết tên, mình cũng dở vụ hoa lắm. Thì mình biết những cái loại hoa nào mình giới thiệu các bạn xem nha. Hoa rất là đẹp các bạn. Trời ơi bán đủ lô hoa luôn. Có cái hạnh cái tắc anh. Đường Nguyễn Huệ. Các bạn nào mà chưa có hoa chưa tới thì các bạn cứ đến đường Nguyễn Huệ, thành phố Ngã Bảy thì các bạn lựa cho mình vài chậu hoa về chưa tới các bạn nha. Rồi Tết sắp đến rồi các bạn ơi. Các bạn nhanh tay lên thì mới còn nha các bạn. Mấy cái hạnh này rất là đẹp Phúc. Rất là đẹp. Quá tuyệt vời, không biết người ta trồng cái thần sao mà trồng quá đẹp đúng không? Mà canh thì ngay Tết luôn em Phúc ha. Canh ngay Tết luôn mà ra cái màu rất là đẹp luôn. Quá xa lẻ luôn. Biết các bạn. Có hoa. Hoa mồng gà kìa. Quá trời đẹp. Biết một cái hạnh này quá trời đẹp. Rồi đây cũng bút mâm xoài quá ha. Qua màu gà. Hết cái lãng hoa rồi tới cái mai các bạn. Mai rất là đẹp luôn. Những cái mai cái nụ này là mình đã tìm hiểu rất là đẹp lắm. Quá đẹp các bạn. Nguyên cái tuyến đường Nguyễn Huệ ở thành phố Ngã Bảy này là nguyên cái tuyến đường này luôn các bạn. Nguyên tuyến đường này bắn mai bắn hoa rất là tuyệt vời luôn. Nguyên cái hoa này, trồng mai này rất là dị các bạn, dị ngủ rất là nhiều. Hôm nay cũng có trái tắc nè, trái tắc này gọi trái hạnh ha. Trái tắc dùng người ta gọi là tắc, dùng người ta gọi là hạnh. Tết chân là hạnh phúc ha. Quá đẹp luôn, đúng rồi đó, chân Tết gọi là hạnh phúc quá. Trái sum sê luôn các bạn, cái kỹ thuật là trồng rất là cao. Quá trời trái đùng đùng luôn các bạn ơi. Tới bên đây là cái mai này, mai nhỏ các bạn, mai nhỏ. Mình đang bán cho mình chân Tết nè. Cúc họ hương các bạn. Mai cúc họ hương. Cúc họ hương, cây ghép các bạn. Cây ghép. Uống lượng nha. Cây ghép. Có uống lượng nha. Mai này để chân ở trong nhà là tuyệt vời luôn ha, để trên bàn rồi đó. Đúng rồi, để trên bàn. Các bạn chưa có mai chưa có thì các bạn cứ đến đây lựa các bạn ơi. Đường Nguyễn Huệ. Lựa sớm để coi hết các bạn ơi. Đường Nguyễn Huệ các bạn. Nguyễn Huệ các bạn cứ lựa mai về chưa có các bạn ơi. Mai ta có để tên cho các bạn, mai để tên là loại mai gì hết.
rất là tuyệt vời luôn. Ờ trước cũng vô chỗ nhỏ kìa. Hả? Trước vô chỗ nhỏ nó kìa. Ừ. À, 200k. Mình thấy cái bảng giá của chủ người ta để mà các bạn 200k một chậu. Mình nghe đẹp ha. Ừ. Này mua về chậu giùm để cho các bạn á. Để các bạn là tuyệt vời. Ừ đẹp. Tết mà. Ừ. Để tuyệt vời luôn. Rồi tới đây là các bạn thọ các bạn ơi. Ừ, đây chừng mai nhiều lắm nè. Tha hồ mà nhìn lựa luôn nè. Đủ cỡ đủ giá luôn ha. Đủ giá luôn. Đường Nguyễn Huệ thành phố K7 các bạn. Ừ. Đây ghế không được. Đây 150k. Bên này 150 hả? Ừ, 150k. Quá trời tha hồ mà lửa luôn nè. Cái này để cái bàn, để bàn giữa mình cái ngồi. Rất là đẹp. Coi cây này nhiêu đây. Cái này 600k các bạn. À, phải coi cho khán giả nó coi phút. 600k là nó cao cả mình, cao cái đầu mình có bán hai thước các bạn ơi. Ừ. Cái tàn rất là tuyệt vời các bạn. Ừ. Rất là tuyệt vời luôn. Có 200k, có 600k thôi. Thấy chủ là để giá. Ừ. Rồi hết cái khu ba rồi tới khu hạnh đấy các bạn ơi. Cái khu hạnh. Rồi tới Gia Thọ luôn. Hết khu hạnh rồi tới bạn Thọ tới nữa các bạn. Bạn Thọ như là nhiều phải không em? Ừ. Bạn Thọ nhiều. Mà Gia Thọ nhiều. Ồ bông quá trời đẹp luôn nè. Quá đẹp. Ừ. Quá đẹp đúng không? Giá bự. Bữa nay tôi làm chất lượng luôn á, trọng bự bự luôn là bốc. Cái này mua lâu héo nè, cái này lâu héo nè, cái này tốt nè. Và giấy nữa. Tới mai nữa kìa. Ờ đằng trước chủ yếu là Vạn Thọ là nhiều ha. Ờ Vạn Thọ nhiều quá. Rồi đó là trước anh đứng ở trong cái bọc Vạn Thọ trước á. Lấy cái hình đó, lấy hình đây gì. Rồi. Mình sẽ đứng ra mình ghi hình các bạn ơi, mình sẽ chụp hình với Nguyễn Phúc đây. Mình khái bọc các bạn. Đứng ra là ngồi em. Ngồi đi, ngồi đi. Rồi, ghi hình cái các bạn ơi. Cái thần phái hoa lắm các bạn. À. Quá đẹp nha các bạn nha. À. Ô, chào, em chào kìa. À. Chào giả em, chào giả em. À. Quá hoài các bạn ơi. Quá. Hai bên đường bán đồ ăn cũng nhiều lắm anh. Ừ, hai bên đường bán đồ ăn. Ừ, hai bên đường bán quán này kia rồi. Đối diện với cái lãng hoa này là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Hậu Giang các bạn. Ừ. Đó, đối diện luôn. Đó, mình giới thiệu cho các bạn dễ biết, các bạn dễ tìm ha các bạn ha. Đang mua ủng hộ bà con anh em thương lái. Hiếu Thuận cũng không quên là Hiếu Thuận chân thành cảm ơn mấy anh em thương lái mua bán đây. Cái hoa cho rất là đẹp, để Thuận quay các video đẹp ha. Thuận xin chúc anh em thương lái mua màu bán đất ha. Chậu này pha hai màu nè, màu vàng với màu cam ha. Rồi, Hiếu Thuận chúc anh em thương lái mua mau bán đất về sớm về ăn Tết. Hiếu Thuận hy vọng chắc một hai bữa anh chị em bán hết cái nhảy hoa này ha. Bán cái nhảy hoa nhảy mai này. Sớm về nhà ăn Tết với vợ với con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ cái hoa ấy là hoa mà giảng thọ. Cái giảng thọ là tới hoa giấy các bạn. Cái này hoa gì ta? Ớ kiển nè. Ớ kiển như cậu. Tím đủ màu đủ ấy luôn. Rồi vàng, tím. Rồi tới đây là cái hoa hồng ha. Giống hoa hồng nha, mà không phải nha. Rất là nhiều loại hoa các bạn, đa dạng loại hoa. Rất là nhiều loại, nhưng mà mình không lý tận không gần gì. Không biết hết tên. Hoa rất là đẹp các bạn. Má trời hoa luôn. $500k một cây. Dạ, chào cô. Nó lại bán đỡ không cô? Dạ, coi như là của cô trồng nhà rồi cô đang bán. Dạ, như vậy thì mình đỡ ha cô ha. Dạ, dạ dễ bán hơn. Dạ đúng rồi. Chứ còn mình lại giờ dù mình mua còn bán lại thì nó hơi khó bán. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Cô cho hỏi xem cái này một cậu bao nhiêu cô? Một cặp á. 80.000. 80.000 mà một chậu là 4 cây. Như vậy này cũng rẻ quá cô. Dạ. Đúng rồi, cái này của cô làm cũng mới bán giá rẻ vậy. Dạ. Dạ. Dạ đẹp. Rồi, xin nhắc lại một lần nữa các bạn ơi, thì các bạn nào mà chưa có hoa, chưa có mai để chưng Tết thì các bạn hãy đến đường Nguyễn Huệ, thành phố Ngã Bảy. Các bạn lựa cho mình vài chậu hoa về chưng Tết đấy các bạn ha. À, con chúc cô bán đắt ha cô ha. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Dạ. Còn mình đi tiếp nữa Phúc ơi. Quá trời đẹp. Cái này là coi như là Tết đến thì tất cả những cái anh thương lái là nhà mấy cô nông dân chọn những cái mà hoa, những cái cây mai đẹp nhất đem đến đây làm trưng bày để bán cho bà con mình mua để trưng Tết. Thì rất mong bà con mình đến sớm để ủng hộ bà con mình ha, từ bà con thương lái đến bà con nhà vườn để mua cho lẹ để bà con mình có gì có thời gian về ăn Tết với gia đình các bạn ơi. Các bạn chưa có hoa mai rồi trưng Tết thì bạn tới đây mua các bạn ơi. Hoa mai giăng thọ, hoa giấy nhiều ha. Tiểu Thuận nha, Nguyễn Phúc chia sẻ đến đại gia đình mình nguyên cái tuyến đường bán hoa Tết năm 2024 tại thành phố Ngã Bảy, đường Nguyễn Huệ các bạn, khu đô thị mới thành phố Ngã Bảy, khu nhà ở Hồng Phát. Nguyên cái tuyến đường này là bán toàn là hoa để chưng Tết với mai không các bạn ơi. Thì các bạn cứ đến lựa cho mình và chọn hoa về chưng Tết các bạn. Các loại hoa luôn mà Hiếu Thuận không có biết tên hết thì mong các bạn thông cảm ha. Mong đại gia đình mình thông cảm cho Hiếu Thuận. Tại vì nhiều loại hoa quá mình không biết tên hết được các bạn ơi. Hiện tại là đang quay là hoa giấy các bạn. Hoa giấy rất là nhiều màu luôn. Nhà vườn người ta có kỹ thuật chăm sóc, người ta cho ra bông rất là đẹp, rồi ta cấy ghép rất là tinh tế, rất là công phu các bạn. Thì để mà có được những cái chậu hoa kiển như vậy thì rất là tốn kém, rất là công phu các bạn ơi. Rồi mình mời các bạn đi tiếp tới nha. Dạ. Đây, tới đây hết khu bông giấy rồi, tới mai các bạn ơi. Nguyên cái đường này giữ như bông được gỡ luôn các bạn. Tại xuân tới rồi thì các em nhà vườn sẽ các nơi đem về đây trưng bày để bán phục vụ Tết cho bà con mình mua đem về nhà xà trưng đó các bạn. Thì các bạn mau tới đây mua ủng hộ các anh em thương lái và nhà vườn các bạn nha. Cái mai này rất là đẹp các bạn. Và để không mất thời gian của gia đình mình xem thì Hiếu Thuận với Nguyễn Phúc đi lẹ lẹ đi các bạn nha. Đi lẹ lẹ đi các bạn đấy. Nhiều quá các bạn xem cũng hơi mỏi mắt thì mình đi lại chút xíu.
cho các bạn thấy phong cảnh chung cái mà không khí Tết năm 2024 ha. Đó có hồ đẹp quá, Phúc có hồ kia, hồ gì Phúc ha. Cái hồ quá đẹp luôn. Hai bên đường. À, cái bên đường phía này cũng có hoa đó các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Chị hôm nay bán đi không chị? Đã năm trước hả chị? Dạ. 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 Thôi khu vực của mình ổn mà được hả chị? Dạ. Cái này cái gì hả chị? Dưa hồng hả chị? Dưa hồng đồng hả? Dạ. 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 Dạ được rồi, được rồi. Dạ. Bây giờ đại gia đình ơi, bây giờ Hiếu Thuận đang đứng ở đường Nguyễn Huệ thành phố Cái Bẫy các bạn. Thì các bạn nào mà chưa có hoa kiển, chưa có mai, chưa có những trái cây mà để mà chưng Tết đó thì các bạn mau mau đến cái đường Nguyễn Huệ thành phố Cái Bẫy các bạn lựa một vài chậu hoa rồi vài cái mai về chưng Tết đó các bạn nha. Đại Hiếu Thuận chia sẻ lại cho các bạn biết được cái đường này bán này các bạn đến đây mà để tìm mua ha các bạn nha. Đó. Bà con ở đây bán rất là vui vẻ các bạn ơi. Vậy là năm nay mình bán đỡ hơn mà năm trước hả chị ha. Dạ, thấy vui hơn hả chị ha. Dạ. 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 Nếu mà gọi sớm hơn vậy thì mình mừng hả chị ha, đúng rồi. Gọi sớm thì mình bán cái thời gian được dài hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều hả chị ha. Dạ, cảm ơn chị nhiều, cảm ơn chú. Dạ, bu nào với tôi. Dạ. Hoa rất là đẹp các bạn ơi. Các bạn đến đường Nguyễn Huệ các bạn lựa hoa kiển về chưng Tết các bạn ơi. Này, anh đang chăm sóc ha. Ồ, xe chở bông xuống giao hay là chưng nữa. Bông quá trời bông. Quá trời bông. Hai bên đường quá trời mai các bạn, quá trời hoa luôn. Cái này á, đúng đúng hoa. Ừ. Chiều quá, thành phố Cả Bảy này rất là đẹp các bạn ơi. Cận Tết rồi, Tết 2024. Ra thành phố Cả Bảy này mình chiêm ngưỡng những cái dòng hoa các loại, rồi mai vàng, có những cái mai vàng uống lượng rất là đẹp. Không khí Tết ở đây cũng rất là vui các bạn. Ừ, đây đa số là chưng những cái bông mai sắp nở chứ ha, tới Tết là nở lắm. Ừ, tại nhà vườn người ta cũng hay lắm, người ta kinh nghiệm lắm, người ta canh xong rồi ngay Tết. Qua bên khu này là bắp đó các bạn, bắp. Những cái bắp này người ta ở vùng quê mình người ta cũng có cái phong tục mà ta nói là chắc ăn như bắp đó các bạn. Ừ, bắp. Ăn như bắp thành ra Tết thì cũng hay mua bắp nhìn chừng các bạn. Có câu là chắc ăn như bắp. Hoa này cũng đẹp lắm, là Phúc, cái hoa gì Phúc à? Hậu Phúc à? Cánh trắng, cánh này, cánh trắng. Hoa này hoa gì anh? Cát tường hả? Hồi nãy rồi quên. Cát tường, đẹp lắm. Quá đẹp các bạn. Có nhiều màu sắc. Cái này các bạn đem về lượm mua mấy chậu các bạn về nhà chưng Tết đẹp lắm các bạn ơi.
Rồi các bạn mà muốn mua cát tường thì các bạn đến đường Nguyễn Huệ, thành phố Cát Bảy, các bạn mua vào chậu gì chứ các bạn ơi. Chào anh. Hôm nay bán đỡ không anh? Đỡ anh. Vậy hả? Bán được là mừng rồi ha anh ha. Dạ không. Cái này làm YouTube. À, theo như năm nay mình bán so với mấy năm trước bán sao anh? Mấy ngày đầu này thì bán định chỉ thôi à, chứ không thì đóng như 7, 8, 7. Dạ dạ đúng rồi đó, đúng rồi, 7, 8. Nhưng mà lúc này mình bán được lai gai vậy là mừng rồi ha anh, là thấy mình là thấy có cái hướng là bán được, bán được. Dạ. Lúc này mình bán lai gai vậy là thấy có cái hướng là tốt rồi. Dạ. Tại vì bây giờ chưa mà, bây giờ chưa Tết mà. Cũng còn xa. Dạ, còn xa. Dạ. Như cái này mình bán một chậu vậy bao nhiêu hả anh ha? Hay là một cặp luôn. Dạ 250.000. Cái này cái mà cúc con trôi anh. Dạ. Rồi các bạn nào mà chưa có hoa chân Tết thì các bạn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. À, thành phố Cát Bảy thì các bạn lựa cho mình vài chậu về chân Tết trong nhà cho đẹp các bạn ơi. Không, rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Mà mấy anh chị bán ở đây rất là vui vẻ các bạn. Ừ. Cái này từ trong nhà vườn đem ra bán cái giá là rất là hữu nghị luôn các bạn ơi. Cái này mình mua vài chậu về mình trưng trong nhà trưng Tết là rất là đẹp các bạn. Quá đẹp ha. Dạ. Rồi em chúc anh bán đắt nha anh. Rồi, cảm ơn. Rồi, dạ cảm ơn anh luôn. Rồi mình sẽ đi tới nữa Phúc ơi. Rồi phía trước là cái này mai. Đường Nguyễn Huệ ha. Đường Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ cho thẳng ở đây luôn. Rồi cho thẳng. Cái cầu đó qua đâu ta? Cầu đó qua đường nào? Qua đâu ta? Em cũng chưa đi nữa anh. Anh cũng chưa đi cái đường này nữa, hồi đó anh chưa đi cái đường này. Ờ. Rồi tới mai. Rồi để mình đi qua cuối chợ rồi ha. Rồi mình đã đi hết cái tuyến đường bán hoa kiển các bạn ơi. Đó. Cái khu vực mai này là cuối đường. Đó. Mai lên ơi. Dạ. Em đi đưa tin để cho bà con ta biết là chỗ này là ta mua. Dạ dạ. Dạ. Rồi các bạn nào chưa có mai chân Tết thì các bạn cứ lại đường Nguyễn Thị Minh Khai các bạn mua nha các bạn ha. Nguyễn Thị. Đường này. Đường Nguyễn Huệ chứ. Đường Nguyễn Huệ, đúng rồi, đường Nguyễn Huệ. Cái đường Nguyễn Huệ là các bạn mua cho mình vài chậu mai về chân các bạn. Đường Nguyễn Huệ thành phố Cao Bảy. Dạ dạ, cái này mai này nở ngay Tết luôn à. Dạ, cái này là những cái chậu mai này là nở ngay Tết luôn các bạn. Hả? Quay nữa đi nữa. Nó vừa mai cho lại chút ha. Đây bán hai bên đường luôn. Bên đây và bên kia luôn, nhiều lắm. Bây giờ mình vừa đi mình vừa kết thúc được không? Rồi, rồi cũng được. Rồi. Quá trời hoa đẹp. Rồi bây giờ đại gia đình ơi, Hiếu Tượng và Nguyễn Phúc chia sẻ đến đại gia đình thì cái đường Nguyễn Huệ chuyên bán mai hoa để mình chưng Tết. Thì các bạn chưa có hoa mai để chưng Tết thì các bạn cứ đến đường Nguyễn Huệ. Các bạn lựa cho mình vài chậu mai, vài chậu hoa về chưng Tết ha. Thì cái video của Hiếu Tượng cũng khá là dài rồi. Thì để các bạn dài quá thì xem cũng mỏi mắt thì Hiếu Tượng với Nguyễn Phúc chắc có lẽ là kết thúc video tại đây. Thì trước khi kết thúc video thì Hiếu Thuận xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình suốt thời gian qua ủng hộ Tuna với tôi. Hiếu Thuận chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và Hiếu Thuận với Nguyễn Phúc á thì dạ xin quá trời bông bông bụi video. Thì trước khi kết lại video thì Hiếu Thuận xin chúc đại gia đình mình xem cái video có cái gì đó để thư giãn, có cái gì đó để xả stress ha. Trong khi xem cái video thì có nhiều nụ cười trên môi. Và các bạn hãy nhớ là các
bạn chưa có mai, chưa có hoa để chưng Tết thì các bạn là cứ lại đường Nguyễn Huệ, thành phố Ngã Bảy, các bạn lựa cho mình vài chậu mai, vài chậu hoa để về chưng Tết đó các bạn ha. Rất là đẹp, mình bảo đảm rất là đẹp luôn, so với mình rất là đẹp luôn các bạn. Và giá thì mình hỏi mấy anh thì cũng giá là rất là khủng nghị hai các bạn ha. Thì Hiếu Thuận trước khi kết thúc video thì Hiếu Thuận thay các bạn đại gia đình rất là nhiều. Dạ, chúc đại gia đình mình trong video có nhiều nụ cười trên môi. Hiếu Thuận nhà Nguyễn Phúc xin chào, tạm biệt các bạn, các bạn video tiếp theo. Dạ chào cả nhà, chúc cả nhà xem video vui vẻ, mai rất là đẹp các bạn ơi.